Chúng ta ơn Chúa đã cho chúng con chỗ chúng ta mình này nhiều cùng Ngài đã gìn giữ chúng con vào buổi tối hôm nay. Xin Chúa Ngài ở cùng với chúng con Chúa trong buổi nhóm này Chúa ơi con cảm ơn Ngài vì Chúa Ngài đã đấng bình an. Xin Chúa Ngài gìn giữ tất cả các anh chị và các bạn trong phong dụng này Chúa ơi con cảm ơn Ngài xin Chúa. Ngài là đấng bình an Chúa ơi trên đất nước Việt Nam của chúng con Chúa ơi. Chúa ơi đấng bình an của chúng con Chúa ơi con cảm ơn Ngài xin Chúa Ngài gìn giữ Chúa ơi. Chúng ta mỗi ngày nhìn làm công dân nơi công nguyện tôn danh Chúa Giêsu Christ. Amen.